Mạng lưới nhân quyền Việt Nam tại Nam California vừa công bố báo cáo nhân quyền năm 2021-2022 và bạch thư về nhân quyền Việt Nam gửi tới Nghị viện châu Âu, Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các nước dân chủ tự do trên toàn thế giới. Với phần mục lục bao gồm danh sách 290 tù nhân lương tâm đang bị giam cầm và 48 trường hợp bị bắt từ năm 2021 tới cuối tháng 5 năm nay. Báo cáo có 8 đề mục từ các quyền tự do ngôn luận, thông tin, tôn giáo, tới quyền được xét xử công bằng, được tham gia chính trị và được đối xử bình đẳng. Tài liệu báo cáo được thu thập từ những nguồn tin trong nước với kiểm chứng qua nguồn dữ liệu mở. Thì tình hình nhân quyền Việt Nam qua bản báo cáo của chúng tôi thì không được cải thiện mà trái lại nó càng tồi tệ hơn trong mọi lĩnh vực, từ những cái quyền thuộc lĩnh vực dân sự và chính trị cũng như lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa. Đặc biệt là qua cơn đại dịch Covid vừa rồi, lợi dụng vấn đề dịch bệnh, đảng cầm quyền đã đàn áp, đặc biệt là đối với những cái nhà bất đồng chính kiến dám lên tiếng chỉ trích chính quyền, họ đưa ra những cái bản án quá nặng nề so với những năm trước. Bản thân tôi khi còn ở Việt Nam, tôi là một cựu tù nhân lương tâm. Khi mà thế giới chưa biết tôi, đánh tôi dữ dội lắm. 4 ngày đánh, từ sáng đến tối. Lúc trước họ nói chuyện với mình, họ chửi bà, chửi lôi tổ tiên mình ra nói, họ chửi đánh mình như con chó. Nhưng mà khi được mạng lưới nhân quyền biết đến, thì họ có thay đổi khác liền. Khi mạng lưới nhân quyền Việt Nam lên tiếng, thì những tù nhân đó sẽ không bị còn bị đánh, bị tra tấn như lúc trước nữa. Báo cáo thường niên này không những cập nhật về các chính sách của chính phủ Việt Nam liên quan tới vấn đề nhân quyền, mà còn dẫn chứng cụ thể các trường hợp, đồng thời đưa ra những khuyến nghị với Hà Nội và giúp nâng cao dân trí về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Thành lập năm 1997, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có tôn chỉ là tranh đấu để bảo vệ các quyền tự do của con người, được quy định trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Từ năm 2009 đến nay, mạng lưới này đều đặn ấn hành báo cáo nhân quyền để gửi tới các cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các quốc gia quan tâm về nhân quyền. Từ năm 2002, mạng lưới nhân quyền Việt Nam bắt đầu trao giải thưởng nhân quyền cho các cá nhân và đoàn thể dấn thân bảo vệ quyền làm người tại Việt Nam.